Trời ơi, một mái tóc xanh còn đâu trên bờ dài thoáng nhỏ. Kim Phượng ơi, sao em lại bỏ lỡ một chuyến đi trong ngày xuân giá, ôm trọn niềm đau với một mối duyên hờn. Nói cùng với Quang, có một điều mà chị phải nói là chị khen Quang, em đã khéo chọn cái trích đoạn này. Tiết mục này phải nói chung là ít có người nghe, mặc dù là nó lạ thật, nhưng mà em cất cái giọng ca lên thì người ta vẫn nghe là tiếng của anh Minh Cảnh. Để anh tiếp lời chị Hai Thanh Hằng á, Nguyễn Quang chọn cái ca cảnh này nó là một con dao hai lưỡi. Sự thật mà nói á, nếu như mình chọn một cái trích đoạn nào người nghe biết nhiều hơn thì họ sẽ dễ cảm, đó là một cái điều thuận lợi. Nhưng con dao hai lưỡi là có nghĩa là người ta sẽ nghe, người ta nói anh này ca không giống danh ca Minh Cảnh, không giống chỗ này, không giống chỗ kia. Lâm nghĩ đây là một quyết định táo bạo của Nguyễn Quang, đã chọn một ca cảnh mới toanh luôn.